Việt Hương bật khóc, tiết lộ tình hình sức khỏe thật sự của Hoài Linh, khán giả nghẹn ngào lo lắng. Tối ngày 3 tháng 1, đêm diễn đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh đã chính thức diễn ra. Người hâm mộ, bạn bè của nam danh hài vô cùng vui mừng khi cuối cùng ông cũng có thể tái xuất sau hàng loạt ồn ào. Chưa đánh giá đến chất lượng vở diễn, chỉ riêng về việc trái vé cũng đủ cho thấy tên tuổi của Hoài Linh vẫn có sức hút khủng khiếp. Sau khi đêm diễn kết thúc, các nghệ sĩ nán lại để gặp gỡ đồng nghiệp, khán giả. Một đoạn clip phỏng vấn Việt Hương được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Gương mặt nữ danh hài vẫn còn ngấn lệ, đủ cho thấy cô đang rất xúc động. Có lẽ vì lâu rồi mới được diễn trên sân khấu, lại kết hợp với người anh thân thiết nên Việt Hương khó tránh được cảm xúc dâng trào. Điều đáng chú ý, Việt Hương tiết lộ tình hình sức khỏe thực sự của Hoài Linh hiện tại. Cô nghẹn ngào nói, thực sự luôn là sức khỏe của anh Hoài Linh không có ok. Nếu mình nhìn thấy vết mộ thì nó là rất ghê, sợ luôn á. Nhưng lúc mình tập, mình rất là năng lượng để cho anh theo. Khi lên sân khấu mọi người cứ đùa là không biết mệt, nhưng thực sự anh là đầu tàu mà không đủ sức thì mình phải kéo mọi người lên. Trong một clip khác, Việt Hương nói với người em thân thiết, bản thân sức khỏe của Việt Hương hiện không tốt, thậm chí sức khỏe của anh Hải Linh sau khi mộ cũng không được tốt. Trong khi đó, nhiều ngày nay phải chạy liên tục, quá nhiều cái lần đầu tiên nên quá nhiều áp lực cho lần trở lại này. Việt Hương mong sẽ giữ vững được phong độ để hoàn thành tốt. Giải thích lý do vì sao sức khỏe không tốt, nhưng Hoài Linh vẫn diễn vở kịch dài như vậy. Việt Hương cho biết đàn anh cũng như mình, một khi đã theo nghề diễn đều rất mê kịch dài. Kịch dài nó hay lắm, mình phải sống cùng nhân vật, vì thế nên chị nghĩ anh nhất định sẽ quay lại, Việt Hương tâm sự. Bản thân Việt Hương vì lo lắng lao lực nên cũng đổ bệnh, nữ diễn viên chia sẻ. Tôi bị gãy móng tay, chảy máu và phải dán lại để diễn tiếp. Có một cảnh tôi rất hoang mang là cảnh đánh Khương Ngọc. Tôi đánh mạnh lắm, tôi tát gãy móng tay luôn, nên xin lỗi Ngọc rất nhiều. Chia sẻ của Việt Hương khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Mọi người càng thêm cảm phục tình yêu dành cho nghề của các nghệ sĩ. Vẫn biết Hoài Linh từng trải qua một lần lên bản mổ, nhưng có lẽ khán giả không biết rằng sức khỏe của ông hiện tại vẫn có nhiều điều đáng lo như vậy. Người hâm mộ chỉ biết gửi lời hỏi thăm, mong Hoài Linh sớm khỏe lại để tiếp tục trở lại với nghệ thuật.